Được đấy, thử luôn nhá. Tốn kem nền vai cả trường luôn. Nó sẽ có một cái lớp váng như thế này nha mọi người. Cái kết cấu khi đi lên da ấy, vì nó có thêm một lớp nước, nó giống như là cái bông mút của mọi người ẩm ấy, thì nó sẽ dễ tản hơn. Nhưng mà cái finish ở trên da của mọi người thì nó cũng vậy. Rồi bây giờ mình sẽ dùng thử theo cái kiểu là tiết kiệm hơn nha mọi người. Sẽ cho kem nền ra tay, sau đấy mình cho xịt khoáng vào. Đó mọi người thấy chưa, nó y hệt luôn ý, không có gì khác biệt đâu mọi người ơi. Rồi đã xong rồi nha mọi người. Bây giờ là 4 giờ chiều nhá. 8 giờ rồi nha mọi người, bây giờ là sau 4 tiếng. Mình ở trong nhà nhá, không đi ra ngoài đường. Đây là cái bên mà mình cho kem nền vào nước ấy, thì mình thấy rằng nó không phải là quá mỏng nhẹ đâu. Và bên này là cái bên mà mình trộn với cả là xịt khoáng. Về cái độ tiệp vào da thì mình thấy rằng cả hai bên đều giống nhau. Chỉ sau khoảng tầm 5 đến 10 phút thôi là cái lớp nước nó sẽ bay hơi đi và cái kem nền nó sẽ bám chặt vào da và gần như là nó không có sự thay đổi quá nhiều. Mình nghĩ rằng mọi người nên áp dụng cái cách đó chính là cho kem nền ra tay xịt một ít xịt khoáng, thì mình thấy rằng cái công dụng đây nó vẫn y nguyên như vậy mọi người, không có sự khác biệt quá nhiều đâu. Không có chuyện là cho kem nền vào nước nó sẽ làm cho cái da mặt của mọi người trông tự nhiên hơn, trông fresh hơn, không có cái chuyện đấy đâu mọi người nhá.